Hello, mình xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ không có đi AI nữa nha anh em. Thì cũng ngồi chờ mấy bạn nhắn tin solo nhưng mà cũng không có thấy bạn nào solo nên thôi mình đành làm clip về trận gốc nha anh em. Thì cũng lâu rồi chưa có chơi gốc nên là hôm nay mình sẽ chơi lại bắn gốc nha. Thì giờ mình sẽ vào kho đồ để chọn súng để mình vào chiến gốc nha. Thì hôm nay chắc mình nghĩ là mình đi đấu gốc với khẩu súng cặp súng vàng đi. Thì nó có phần mô tả của nó là khi bắn trúng địch sẽ bị giảm 10% tốc độ chậm trong 1,5 giây và là 20%, AXP là 30%. Đấy. Thì đi cùng với nó là mình sẽ trang bị cái khẩu súng lục đầu bò nha anh em. Thì lục đầu bò này thì nó sẽ tăng 10% máu nè, vàng là 10% nè, AXP là 10% nè. Thì cái khẩu lục đầu bò này là rất là bá đạo trong cái trận gốc này rồi. Thì anh em nào mà sở hữu nó thì rất là VIP anh em, nhưng mà mình chỉ đem lục đầu bò khi mà mình sử dụng những lúc cần thiết thôi nha anh em, chứ mình không có bắn ầm ầm lên. Thì vũ khí cận chiến thì mình sẽ cầm cây cưa nha, thì nó cũng tăng là 10% máu, sát thương AI là 10%, vàng là 30%, AXP cũng là 30% nha. Hôm nay thì mình làm cái trận này thì chủ yếu mình xài cưa nhiều thôi, súng thì mình cũng xài ít, lục đầu bò mình cũng xài ít nha. Chủ yếu là cái cưa đó đấy anh em. Thì giờ mình sẽ vào chọn phòng để mà chơi nha anh em. Vào địa chỉ Attest nha. Chơi gót này thì anh em cũng ít chơi nha, mới vào ván đầu tiên nên cũng ít người. Một em liền anh em ơi. Mình thì mình hay chạy theo cái cánh này nha anh em. Đấy, mình vào là mình cứ chạy lụi theo cánh này thôi. Thì những anh em vô nào mà đứng mà núp núp chờ mình tới là mình cưa chết liền á. Đây đây, có em đứng nè. Rồi, mình thắng luôn anh em ơi. Vừa vào giết được hai em OCE luôn, nhất bản luôn. Đấy, thấy không? Khẩu lục đầu bò là mình luôn luôn cắt á, mình ít khi xài lục đầu bò lắm, mình xài súng với cưa thôi. Lục đầu bò những khi mà gỡ bom này kia thì mình mới lấy lục đầu bò ra mình để mà mình bắn, mình gỡ bom nha. Đó đó đó, đó đem thấy không? Đó, thấy thấy không chạy không? Đấy, để mập em liền không? Hai em bom rơi đây luôn. Còn ba em nữa là coi như là xong ván rồi. Chơi này thì nó rất là nhanh. Ở đâu rồi mà chưa thấy ra? Súng này thì được cái là nhiều đạn nha anh em, mà bắn cũng chậm tốc độ di chuyển của bên đối thủ nữa, nên là bắn nó rất là phê. Cứ vào đây thì mình cứ xả thôi. Hết hết đạn của súng 2 cây thì mình lấy súng 1 cây ra mình nỏ thôi. Anh em cho mình ngồi xem màn hình nè. Phát hiện C4 ở khu A. Khẩu lục này nè anh em, The Tom Escanto này nè, chơi bắn phê lắm. Như giờ mà mình còn sống là những lúc thế này là mình sẽ lấy lục đầu bò ra để mà mình chiến nè anh em. Thanh niên cùng phòng với mình chơi cũng hai phết anh em, nhưng mà gỡ bom không kịp rồi.
2-1. Rồi tiếp tục thôi anh em ơi. Đấy, vứt súng lượm lại nè, để làm gì anh em biết không? Để cho nó cái khẩu lục đầu bò á, mình vẫn giữ trong người nhưng mà lắc tới nó không có tới khẩu lục đầu bò nha, nó sẽ lấy cưa ra nha. Có anh em nào đứng đây không? Một em táo luôn, hai em, ba em, quá phê anh em ơi. Đây, giờ mình đứng đây mình canh bom thôi, nhảy lên đây đứng nè anh em cho nó an toàn chứ không là ghê lắm, mất mấy quả khói đầu quan khi mà vô ma tới nó sẽ hiện lên như mình dễ thấy nha. Mình có hai quả mù nữa thôi, mình quăng luôn mù nè, mù nè, mù đen luôn. Còn hai em nữa, sao không thấy đi nhặt bom ta, đứng đây canh nãy giờ cũng lâu rồi đấy đó. Không, giờ mình mới lái khẩu lục đầu bò ra anh em nè, nhưng mà mình cũng không có bắn đâu, mình đứng mình canh, mình bắn súng vàng này là ok lắm rồi. 3-1 rồi anh em ơi, tiếp tục trận đấu thôi. Tiếp tục vào đây thôi. Đấy, một thằng nít à. Ở đây còn phải đi lui lại nha anh em, chứ xong là bị mất lốt á. Thấy con lúc nãy nó chạy ra không đấy, thì mất lốt phía sau liền anh em chơi, anh em phải cẩn thận để ý, và anh em chơi từ từ thôi, không cần hấp tấp đâu. Đấy, nó lên là kìa, đấy anh em chơi game này anh em không cần vội, cứ từ từ bình tĩnh, không là dễ bị mất lốt như chơi. Bốn một rồi, thì nếu như mà trận này mà bên mình win thì chắc mình cũng sẽ dừng clip ở đây nha anh em. Thì mình vào chơi cái trận này cho anh em, làm clip cho anh em xem thôi. Còn 4-3. Ở đâu rồi mà không thấy ta? Thôi xong mình luôn rồi. Còn 2-3. Cậu sóc răng này đi bán cũng sướng lắm anh em. Phê bán kính nó cũng rộng nữa. Nên là tốt nhất là anh em chơi gót, anh em nên cầm súng sóc răng nè, với cây lục đầu bò với lại cây cưa là anh em nhất trong cái này rồi. Thôi chắc video mình dừng tại đây nha anh em. Chào tạm biệt anh em nha.